Vâng, thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng, 67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng với 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Sapeco kết thúc phần thẩm vấn. Với trách nhiệm người đứng đầu, bị cáo Vũ Huy Hoàng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù vì tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí. Tuy nhiên thì trong phần tự bào chữa cho mình, bị cáo Hoàng cho rằng mức án mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị là quá nặng và lo không đủ sức khỏe để thi hành án. Trình bày tại tòa, bị cáo Vũ Huy Hoàng cho rằng việc Sapeco thoái vốn là theo chủ trương của chính phủ, đề xuất của Sapeco chứ không phải theo chỉ đạo từ phía bộ. Thực chất, việc thoái vốn xảy ra sau khi bị cáo được Quốc hội miễn nhiệm chức bộ trưởng nên bị cáo không còn tư cách, khả năng gì để chỉ đạo quá trình thoái vốn. Do đó, theo bị cáo Hoàng, tội danh quy cho ông này quá nặng nề, không phù hợp với tình hình thực tế. Với mức án như đại diện Viện Kiểm sát đề nghị, với tình trạng sức khỏe hiện tại, bị cáo Hoàng không đủ thời gian để chấp hành quyết định trên. Bị cáo Hoàng cũng chia sẻ, ông thực sự bất ngờ trước kết luận của đại diện Viện Kiểm sát về tội phạm có liên quan đến cá nhân ông. Bị cáo Hoàng đề nghị hội đồng xét xử xem xét có phải ông là người cố ý làm sai nghị quyết hay không. Theo bị cáo Hoàng, nếu ông có mắc khuyết điểm thì đó là quá quan tâm, nhiệt tình, lo lắng chia sẻ những khó khăn của Sapeco. Vâng, ngoài bị cáo Hoàng bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù, thì bị cáo Phan Chí Dũng, cựu vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương cũng bị đề nghị mức là 7 đến 8 năm tù. 8 cựu cán bộ lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt đối diện với mức án từ 2 đến 6 năm tù. Và qua quá trình xét hỏi công khai tại tòa, Viện Kiểm sát khẳng định việc truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đều giữ vị trí chủ chốt nhưng vì động cơ khác nhau mà đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Vâng, và riêng với bị cáo Hoàng thì Viện Kiểm sát nhận định là có nhiều tình tiết giảm nhẹ, mắc bệnh nặng nhưng lại có vai trò chính. Hành vi có tính quyết định dẫn đến sai phạm của các bị cáo nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.